Xin chào tất cả các bạn, hiện tại thì Lâm Tới đang ở nhà sau những ngày mà đi lên trên vùng cao khám phá. Thì hôm nay đã là ngày 29 Tết rồi đó, và mình có biết được một anh ở ngay gần đây thôi, là nhà anh ấy nhà rất là hoàn cảnh, nhà chỉ có ba mẹ con thôi, nhưng mà anh ấy đầu óc thì không được tỉnh táo cho lắm. Cái cuộc sống của ba mẹ con thì nó rất là khó khăn. Chính vì vậy thì hôm nay mình sẽ đến đó và trao một chút quà gửi đến gia đình nhà anh ý, rồi sẽ ngồi nói chuyện với anh một lát. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn sẽ cùng mình đi đến đó để cùng là xem nhà anh đó hoàn cảnh, rồi là cái cuộc sống hàng ngày của ba mẹ con là như sao nhá. Hiện tại thì đã đến đầu ngõ nhà anh rồi, bây giờ mình sẽ cùng đi vào nhá. Nhà anh ở đây, giờ mình sẽ đi vào. Không biết là có nhà hay không á. Đây, nhà số 04 đây rồi. Đây, nhà anh trong đây. Anh Kiêu ơi. Anh Kiêu ơi. Đây. Vài nước đây nhá. Nước ơi. Người nữa. Nhà có chó không ạ? Không, không có chó. Người làm ra biển nhà nhà. Vâng. Đến là qua. Đến trời và nhà. Con cô Minh. Và cũng mà. Và nói qua về nhà mình nhé. Chị xin cảm ơn nhé. Ngủ đâu? Đến nào nữa? Vâng. Mình đã sang nó cơm trưa nhỉ? À, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Nhà mình chuẩn bị Tết đến đâu rồi? Chưa sắm được cái gì? Chưa sắm được gì à? Đây em thấy nhiều rồi mà. Đài đâu? Vâng. Đấy là toàn. Đúng rồi, uống nước. Vâng, thứ ba ốm sao hả? Chả đi được. Chả đi được. Không đi được hả? À? Ba bị đau chân hả? Đau chân. Đau chân. Vâng. Chả đi được. Cũng có thuốc gì đi được hả? Thuốc à, thuốc thì con không biết bốc thuốc. Nhớ, ba bị nó sao nó kiểu là chân bị sưng hay nào? Chả đi. Vâng. Nhà nó có sưng. Không đi được. À, không đi được. Còn lâu chưa bạn? Nằm. Đi đâu nhiều. Lâu rồi. Không nó phải khoảng 3 năm nay. Vâng. Được 3 năm. Được 3 năm. Được 3 năm. Hôm nay là 84 à, là già 84 năm bao nhiêu là? Năm ngoái hả? Năm kia. Năm kia là? Năm 84 thôi. 84 rồi. 83 chứ. 83 chứ. Mua rồi. Em mua một ống nước. Kéo nước. Hai đứa lên bên nhà cùng nhà nước. Vâng, cứ để như này nói chuyện với chị. Anh Kiều sáng nay đi đâu sớm ấy? Đi vào nhà thằng Lư. Làm gì? Chơi. Chơi, chơi à? Sáng mà đi suốt. Chơi đi suốt. Chào nhà đó. Cái thằng đi làm mà cứ đi suốt đấy. Đương mà hôm nay nhiều người đến chơi không anh? Cũng hôm qua chưa thấy trong miền Nam nên là cho đến chơi. À thế à? Vâng. Thầy chẳng tận trong miền Nam mà. Thầy trong miền Nam già mới có quả gạo. Thầy trong miền Nam già. Vâng. Nhà đây em thấy nhà mình mới sửa lại đúng không? Mới sửa lại. Vâng. Bản tin nhà nước á. À nhà nước sửa trò à? Vâng. Thế em thấy nó thoáng mái mỏi nhỉ. Đây là trong đó là bộ nhà mình đúng không? Vâng. Thế chất những cái gì này nhiều này? Lúa. Lúa. Quần áo. Đây là quần áo. Sao lại cho cái bóng này? Ừ, vâng. Chất con. Chất con. Quần áo ở đó. Quần áo rồi ra cho và ra chất mặc. Ngồi uống nước à? Dạ vâng vâng. Để con tự nhiên. Để tết mọi người có yêu nghe đâu. Anh là con thầy của cung cháu làm thầy không phải anh đứng này
anh ở trên là trên anh ở trên chạy kia mà à. Chắc nếu ở huyện thì anh chẳng là nói huyện thì mình cũng không biết được cả huyện mà nói trong cái xã Hội Xuyên này là khổ nhất là bà tóm gọn là như thế mà, bà là vất nhất nhưng tại xã mình ai cũng thì nó thế này bà thì thế làm đến tận lúc ra không đi nổi nữa thôi bà làm đến lúc năm 80 đúng 80 bà anh có thể tao nhầm vào trong cái bếp này là ngó qua thì nhá cái bếp này là nhà mình nhờ vẫn sử dụng hàng ngày đúng không vâng vâng trong này có gì không à, không có gì hả à? Vâng à, đây là củi là đầu này lại không cầu vườn kìa đúng không vườn kìa à. Cái đồ này cũng thứ của bà ngày trước bà đi chợ này đúng không chợ Đông Na vâng chợ đấy đi chợ đấy đi tối mới gói bánh rồi cứ sáng cơm qua là cho tớ mình có cắm cơm rồi cứ ăn mấy cái quần này xong cất bỏ gọn đi anh để nó vướng hả cũng cất vào đi nhá sao cất vào đi cất vào dưới này chị Thả cắm vào cái quạt rồi để nó vui quá ba mẹ con ăn nhiều cơm không thì hai bơ nhỉ hai bơ thôi vâng anh cắm cẩn thận cắm ở đấy nhìn cắm ghê quá bây giờ thì anh ấy sẽ là nấu cơm thì mình sẽ đi vào mình ngồi nói chuyện với anh một lát đó. Thì cái cuộc sống ở đây thì nó rất là khổ đó mẹ của anh ấy thì bây giờ đang bị đau chân và không thể đi lại được ấy còn còn hai anh chị ở đây thì trong cái tình trạng là đầu óc thì vẫn không được tỉnh táo một chút ấy cho nên là cũng không thể đi làm được và cả nhà thì chỉ sống nhờ dựa vào cái nguồn chu cấp từ ở nhà nước người ta chu cấp cho ấy thì là mẹ thì được cái người cao tuổi này. Rồi là hai anh chị thì được cái bệnh hiểm nghèo ấy đó. Và ba mẹ con là sống nhờ vào cái chu cấp đó đây thì anh đang nấu cơm cho đây nhiều hả quần áo cũ hả cũ à sợ nhắc rác hôm nay mà lấy rác đi qua bà em kiếm cho mấy cái bộ quần áo em hay đi mang quần áo lên trên vùng cao em ủng hộ mà đấy nhá xong rồi em gửi mình qua ở trên em để trên kia nhá có một thùng mì đó thì xong rồi anh chị lấy ra ăn nhá thì tết năm nay nhà mình nấu bánh chưa nó bảo em vừa nãy thấy bảo anh kia anh bảo là mai anh luộc đúng không đóng cho cái củi nhỏ rồi anh cho mấy cái củi nhỏ đây để xếp nó lên trên đó gọn rồi thêm cái củ lên trên thì nó mới lên được thế có nghĩa là cho em hỏi đi sâu thêm một tí nhá có gì thì anh bỏ qua cho em nhá thì ngày trước anh có nhớ tại sao mình bị bệnh không chồng lấy vợ chồng co vâng lấy vợ chồng co bỏ nó là sao đây chẳng biết thế là sao ý là mình lấy vợ chồng co xong rồi mình bỏ thì là mình bị thế này mình tức vẫn đi làm thuốc đi thế xong rồi là mình bị thế xong rồi mình cảm thấy là mình không muốn làm một cái gì nữa không muốn làm một cái gì nữa thế bây giờ vợ anh là
bò được bao nhiêu năm rồi? 55 năm rồi. À, thế anh lúc kia anh có bò không? Có một đứa con gái. Một đứa con gái là còn có kỳ theo vợ luôn không ạ? Vâng, vợ luôn. Vâng, thế xong đó là anh ở đến bây giờ đến một mình à? Ừ, tuổi 13. Vâng. Vất vả nhỉ, tại vì ngày xưa là đấy anh cũng đi làm ấy. Ngày xưa đi làm phút. Vâng. Cuộc sống của anh ý thì cũng không được hoàn hảo cho lắm. Ngày xưa thì vợ bỏ, xong rồi là dẫn đến là đầu óc cảm giác là không muốn làm cái gì đó ấy. Xong dần dần là bây giờ cứ hay đi ở đường như này, thì anh hay đi quanh làng ấy. Ngày nào cũng như vậy đó. Xong rồi trưa thì về ăn cơm nhà. Và hai anh em thì có đôi lúc người này tỉnh thì người kia lại bị nặng ấy, còn người kia bị nặng người này tỉnh đấy, cho nên là bà mẹ thì rất là vất vả, sẽ phải là nuôi hai anh chị. Thì bây giờ ở đây anh đang nấu cơm. Nấu cơm cái gì xong rồi? Chưa lên rồi anh. Lên nữa. Đây này, không có thấy mấy cái tờ giấy đây này. Ừ. Đây. Ừ. Đấy. Chanh thì ai bé đây? Chanh thì ai bé. Còn nấu bún nước. À, nấu bún nước à anh? Bún nước. Vâng. Đấy, cho thêm cua vào lên trên này. Thế xong mai mình nấu bếp luôn ở đây đúng không? Nấu bánh trưng luôn ở đây đúng không? Bánh trưng luôn rồi. Vâng. À, thế trong đây là xe của cái anh ở đây đúng không? Vâng. Những cái này mình đi nhặt ở đâu vậy đấy? Đồng Nát. Đồng Nát à? Từ ngày xưa đấy à? Ngày xưa. Vâng. Đây núi ga này trong đây. À. Rộng nhỉ? Cái con dâu này là ai trong này anh? Chị gái. Vâng. Vườn dâu mình nhau rồi. Vâng. Thế là mấy cái dâu này là anh trông là ai? Chị gái trông. Thế là anh. Chị gái này à? Có cả đu đủ này. Đu đủ. Đó. Thì ở đây cái vườn rau ở đây này rất là nhiều những cái cây ăn quả ấy. Đó, đây là cái cây có cả cái mít, cây nhãn này và cả cây đu đủ. Đó. Rất là nhiều, thế nhưng mà cái cây, những cái cây ở đây thì thường thường là của anh chị chỉ trồng. Chị trồng. Vâng. Chị trồng. Thì chị năm nay bao nhiêu rồi chị? Bao nhiêu? 50. 50. 50 tuổi rồi à? 50 tuổi rồi. 73, 73 đấy. 73 rồi à? Ừ. À thế là anh Kiều là em à? 16. Anh Kiều là em. Em đó, chị gái đó. Và anh Kiều thứ hai đó. Út. Vâng. Út. Có một anh cả ở trong vườn nữa. Có một anh cả. À thế à? Cả đi bộ đội mất thôi. À, thế có một chị nào trong giàu này? Chị Thanh. Chị thứ hai. Lớn là chị đâu rồi? Vâng. Thế thì có gì hôm nay thì em cũng đòi em là cái thứ nhất là muốn đến là mình thăm hỏi về sức khỏe đến ba và hai chị. Cái thứ hai là muốn là gửi một cái chút quà nhỏ nhỏ thôi. Đó, em thì em cũng không có nhiều, em chỉ có một chút gọi là để gửi đến gia mình, Bình Minh Tết đây. Cảm ơn em nhé. Đó, thì chúc anh chị nhiều sức khỏe nhé. Thì nếu mà có dịp thì em lại vào em ghé thăm chơi với anh chị nhé. Anh xin nhá. Vâng.